Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỊi video hướng dẫn làm chủ phần mềm Camtasia 9 toàn tập được thực hiện bởi Gatiki. Và ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn cái công cụ, cái hiệu ứng về cái cách thay đổi màu lên hoặc là chuyển màu sang đen trắng hoặc là xóa bỏ cái màu lên của video thuyết trình của chúng ta hoặc là tăng tốc độ video clip. Thì ở video này mình chia sẻ với các bạn cách cắt và chỉnh sửa video của chúng ta được chi tiết hơn. Phần này là phần rất là quan trọng vì chúng ta sử dụng rất nhiều. Ví dụ bây giờ mình có một đoạn video như thế này, các bạn sẽ cùng thực hành với Chu Quần. Đấy, các bạn thấy là đây mình có một đoạn video như này, bây giờ mình sẽ cắt và chỉnh sửa như sau. Các bạn sẽ phóng to cái dùng cái công cụ zoom này, các bạn phóng to nó lên để các bạn nhìn thấy cái đường âm thanh và hình ảnh của chúng ta. Nhất là quan trọng nhất là cái đường âm thanh. Đấy, thì các bạn thấy là ở đây cái phần đầu này các bạn nhìn thấy nó sẽ có cái khoảng trống này. Ở đây nó có cái khoảng trống đúng không ạ? Đây nó có khoảng trống, rất nhiều cái khoảng trống mà nó thừa, nó không cần thiết thì chúng ta sẽ cắt bỏ hết đi. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là ba cách cắt. Thứ nhất là cắt đầu và cắt đuôi, sau đấy là cắt video thành nhiều đoạn, và cái cách thứ ba đó là cắt chi tiết. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cắt đầu và đuôi. Thế phần đầu một cái video bất kỳ, chúng ta sẽ khi chúng ta ghi âm thì chúng ta sẽ chưa được nhuần nhuyễn giới thiệu, nó sẽ có một cái khoảng trống như thế này. Thì chúng ta đưa con định vị, thanh định vị này về. Đấy, sau đó chúng ta chỉ cần là gì, chúng ta chọn hai track đồng một lúc nhé. Nếu chúng ta chọn một track thì nó chỉ cắt một track thôi, tức là một cái track này thì chúng ta phải chọn cả track 1, track 2. Đấy, chúng ta chọn cả hai nhé. Đấy, các bạn Ctrl A lại đó, thì các bạn đưa con trỏ chuột vào, các bạn kéo, các bạn nhớ là đưa con trỏ chuột ở cái phía dưới của cái đường kẻ xanh này nhé. Nếu các bạn đưa lên trên nó sẽ xuất hiện cái dấu cộng này, thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta nhấp chuột cái nó sẽ ra một cái maker. Đấy, maker bao nhiêu đấy, 8 hay 7 hay 6 vân vân. Thì nó đây là cái chú thích cho video. Đấy, đây các bạn nhìn đến trên khung bên trên này, nó sẽ là ra cái phần chú thích timeline cái thứ này, hình ảnh đấy. Thế nên là sẽ là không cần thiết thì chúng ta phải xóa đi. Đấy, chúng ta sẽ phải chọn ở vùng dưới. Đấy, các bạn sẽ chọn ở vùng dưới, các bạn Ctrl A thì nó sẽ không xuất hiện cái maker đấy. Các bạn kéo nó lại. Đấy, thì coi như là các bạn đã cắt được đoạn đầu rồi, đúng không ạ? Thì khi chúng ta bật video cái là tiếng chúng ta phát luôn. Đây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, đúng không ạ? Còn cái lúc đầu các bạn thấy là cái lúc đầu này, mình back lại nhé. Cái lúc đầu là cũng phải một đoạn này chúng ta mới có tiếng. Đấy. Xin chào các bạn. Nó phải vài giây đúng không ạ? Nó khoảng gần 2 giây, 2 giây thì chúng ta mới phát được tiếng. Thế còn đến đoạn cuối video thì sao? Đoạn cuối video thì các bạn thấy là nó cũng tương tự như vậy. Các bạn muốn cắt đoạn nào các bạn phải đưa cái thanh định vị về cái chỗ đấy. Thì khi chúng ta zoom cái vị trí thì nó sẽ là zoom cái vị trí đó cho chúng ta. Chứ không chúng ta không đưa định vị về là nó zoom về cái vị trí đâu đâu ấy. Đấy, chúng ta cũng lại đặt cái định vị ở đây, đúng không ạ? Chúng ta kéo. Đấy, chúng ta kéo về, đưa về mũi tên hai chiều, các bạn kéo vào. Đấy. Đấy. Các bạn thấy cái thanh dưới nó hơi lệch một tí, các bạn kéo ra một tí nhé để cho nó trùng. Đấy. Ok. Thì như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cái cách cắt đầu và đuôi của video. Thế bây giờ chúng ta sẽ cắt cái video này thành nhiều đoạn thì sao? Thì ví dụ bây giờ các bạn nghe video các bạn đến đoạn này chẳng hạn. Các bạn thấy nó cần phải cắt ra, phân ra để chúng ta ghép thêm một cái gì đó, hoặc chúng ta tách rời ra để chúng ta chèn thêm một cái video khác vào chẳng hạn. Thì các bạn đưa cái thanh định vị con trỏ chuột về cái chỗ này chẳng hạn. Đấy, các bạn cứ nghe đi. Nghe một đến phút này chẳng hạn này. Bạn nghe xong rồi thấy cái màn hình preview nó chỉ đến đâu, các bạn thấy ok các bạn tạm dừng lại. Sau đó các bạn dùng cái công cụ, các bạn chọn cả hai nhé. Hai track này, track âm thanh và track hình ảnh này. Xong các bạn đưa vào công cụ là phân chia này, tức là speed này. Thì nó sẽ phân chia cho chúng ta là thành ra hai đoạn này, nó tách rời cái đoạn đầu này, đúng không ạ? Đấy, ví dụ mà các bạn muốn cắt đoạn nữa chẳng hạn, các bạn lại đưa lên, các bạn lại chọn công cụ speed này, là công cụ phân chia đấy. Đấy, nó lại cắt ra đoạn nữa. Đấy, đúng không ạ? Hoặc là các bạn lại cắt cái đoạn nhỏ này, nó lại cắt này nhỏ nữa, các bạn lại cắt. Đấy, công cụ cắt rất là nhanh. Đấy, cắt ghép chỉnh sửa và loại bỏ. Các bạn loại bỏ, các bạn delete nó đi thôi. Đấy, là xóa đi, xong các bạn lại kéo cái này nó ghép vào. Đấy, rất là hay nhá. Đây là cái cách cắt nhiều đoạn video trên một clip. Đấy. Để chúng ta có thể sau đó chúng ta chèn cái video khác vào cái đoạn này cũng được.
Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt chi tiết. Cắt chi tiết, các bạn muốn cắt chi tiết, các bạn phải định vị cái đoạn nào các bạn cắt, sau đấy các bạn zoom hết cỡ ra. Đó. Thì khi đấy các bạn nhìn cái check ở cái check 2 này, cái check 2 này, các bạn sẽ thấy là cái đường âm thanh nó sẽ hiển thị rất rõ các cái khoảng trống như thế này, đúng không ạ? Đấy, các khoảng trống như này. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ nghe đến đoạn nào, các bạn cắt đoạn đấy. Những cái từ nào mà nghe nó không hài lòng, không hợp ý, các bạn có thể cắt được rất chuẩn luôn. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ cùng các bạn nghe một đoạn nhé. Đoạn nào không hay các bạn cùng mình bỏ đi nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trong chuỗi series hướng dẫn làm chủ phần mềm Camtasia 9 toàn tập. Vâng, ở video trước thì Trung Quân đã chia sẻ với các bạn. Đấy, mình sẽ bỏ cái chữ thì đi nhé. Đây, các bạn nghe này. Thì đấy, tức là cái từ này nó không cần thiết và nó không hay thì chúng ta bỏ đi. Các bạn định vị về cái đoạn trống này. Đoạn trống này là đoạn không có âm thanh. Đoạn nào có âm thanh thì nó có cái làn sóng này, đúng không ạ? Các bạn định vị vào xong các bạn kéo cái, nếu các bạn đặt cái thanh định vị ở đằng này thì các bạn kéo cái đằng xanh, cái nút xanh này, các bạn kéo lên. Đấy. Thì sau đó các bạn nhấp vào nút cắt này. Đấy. Hoặc ấn Ctrl X là nó sẽ xóa để chúng ta, thì các bạn play lại này. Trước Trung Quân đã chia sẻ. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Vâng, ở video trước Trung Quân đã chia sẻ với các bạn. Đó là tức là bỏ cái chữ thì đi rồi, đúng không ạ? Đấy. Cách chèn hiệu ứng chuyển cảnh cho video trong Camtasia 9. Và ở video này mình sẽ chia sẻ cách để các bạn zoom một vị trí của một phần mềm hay. Đấy, tức là các bạn thấy là đây cái đoạn là của một, mình nói là của một đấy, tức là cái phần ậm ừ này các bạn bỏ đi được. Nếu như các bạn đặt định vị ở cái đằng này thì các bạn kéo thanh đỏ này. Đấy, các bạn cứ nhìn đến đầu đoạn trống này là các bạn xóa đi, các bạn lại cắt Ctrl X. Đó thì nó sẽ không mất đi cái từ ậm ừ đấy. Của một phần mềm hay một đấy. Cái video. Đúng không ạ? Nói sẽ rất là rõ luôn. Đây gọi là cắt chi tiết nha các bạn nhé. Theo nào đó. Đó thì vậy là mình đã hướng dẫn với các bạn ba cách cắt. Thứ nhất là cắt đầu đuôi video. Thứ hai là cách cắt nhiều đoạn video trên một clip, tức là nhiều phần thành trên một video. Và cái cắt thứ ba là cắt chi tiết. Như vậy nó sẽ giúp các bạn tùy ý chỉnh sửa video của mình, cắt ghép và chỉnh sửa trong quá trình sử dụng biên tập video. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chúc các bạn sẽ biên tập video, học làm video thật tốt. Chúc các bạn luôn sức khỏe dồi dào. Để theo dõi tất cả các video bổ ích của gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com, đánh từ khóa gatiki và nhấp vào nút đăng ký. Hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.